À, như vậy là đây hầu hết khi mà các bạn phát triển web đó, giai đoạn các giao diện thì ai cũng học nền tảng nào phải tìm hiểu cái này, tức là cái cơ chế tạo ra một cái template render lên ha. Nếu mà các bạn làm JS thì nó tách thành các component, thì trong đây trong cái template của Python hay là một số cái nền tảng khác nó sử dụng cơ chế kế thừa. Cơ chế kế thừa thì cái cơ chế kế thừa này nó hoạt động y hệt như cái cơ chế kế thừa trong lập trình hướng đối tượng, tức là mình sẽ có một cái lớp cơ sở, một cái template cơ sở, nó quy định cái khung sườn chung của tất cả các thành phần của trang web, và trong đó nó có các thành phần và các cái thằng con á, nó kế thừa lại. Nếu nó không có cái gì thay đổi thì nó cứ để nguyên, thì lúc đó nó sẽ lấy nguyên cái template của trang hiển thị ra là xong. Còn trong trường hợp trong con nó có một cái mục nào đó nó cần phải thay đổi thì nó thực hiện một cái thao tác giống như mình lập trình là gì các bạn, ghi đè trở lại, overriding nha, ghi đè trở lại. Thì cái thao tác ghi đè đó nó sẽ lấy cái ghi đè của thằng con nó hiện lên cái vùng đó, còn những cái gì nó không ghi đè thì những cái vùng cha nó sẽ hiển thị lên nha. Thì với cái việc mà các bạn sử dụng cái cơ chế kế thừa của template này, nó sẽ giúp cho cái code của mình giảm bớt sự trùng lặp. Tức là trong hôm bữa các bạn nhớ nó có một cái phần là tiêu chuẩn chất lượng, mình có thể giảm bớt sự trùng lặp trong mã nguồn để tăng cái khả năng bảo trì, cái khả năng bảo trì của hệ thống. Khi có một cái vấn đề nào đó các bạn chỉ tập trung vào một cái vùng nào đó để các bạn thực hiện thao tác bảo trì, hoặc các bạn thực hiện cái thao tác mở rộng cái template ra nha. Như vậy là cái cơ chế các bạn coi thì gắn cái template vô như sau nè. Như vậy là để làm được cái này đó các bạn cần phải biết sơ cái này chút. Như vậy là giống như các bạn thiết kế web vậy, khi mà các bạn làm các bạn phải định nghĩa trên cái trang web của mình, trên cái ứng dụng của mình nó có những cái vùng nào, cái vùng nào là bên trái, vùng nào là bên phải, vùng nào là trên, vùng nào là dưới, thì tất cả các vùng đó ở trong đây nó gọi là một cái block, một cái block. Như vậy là block này nếu đứng ở góc độ của lập trình hướng đối tượng, các bạn hình dung nó giống như một phương thức bạn, mình định nghĩa một phương thức ở lớp cha nha. Còn ở lớp con nó muốn ghi đè là cái block này thì nó định nghĩa lại cái block này và nó ghi đè nội dung lên, và cái phần giữa này các bạn hình dung giống như cái phần thân của phương thức bạn. Nếu con nó không có gì khác thì nó cứ lấy cha nó xài thôi, còn con nó có khác thì nó đè lên ha. Thì ở đây mỗi một cái phần, cái vùng trong trang web, trong cái template này nó gọi là một cái block. Mỗi cái block cú pháp của nó là này, có tên block, tên này các bạn thích đặt gì cũng được ha. Và nhớ mở block ra là phải thực hiện một cái thao tác đóng cái block lại, hiểu chưa? Hiện lát nữa mình sẽ cắt lần lượt các cái template ra thành từng phần. Rồi ở cái con ấy các bạn muốn kế thừa lại cái template cơ sở thì đi hoạch mình lập trình hướng đối tượng, các bạn dùng từ khóa là extend, từ khóa extend. Như vậy là ở một cái trang con nó muốn dùng cái template xương đó, cái cơ sở đó, thì nó thực hiện kế thừa lại cái template của cha, template của cha. Rồi nếu mà dòng này kết thúc không có nói gì nữa thì nó lấy nguyên template của cha, nó render lên là xong, không hề có một sự thay đổi nào. Còn trong trường hợp cái nội dung của cái trang này nó có thay đổi một cái vùng nội dung nào đó thì nó define lại cái block nó ở đây và cái nội dung quan ở đây. Như vậy là cái trang cha này nó hiển thị đúng toàn bộ những thứ đó, nhưng riêng cái block này nó sẽ bị đè lên và nó xong nha. Thì cái cơ chế này để cho mình rõ ràng và mình tránh lắp mã nguồn thì rất nhiều, không có bị trùng lắp nha. Còn trong trường hợp mà các bạn vừa muốn ghi đè mà vừa muốn kế thừa, tức là muốn dùng của cha và từ cha đó thêm vô, thì cũng ghi hoạch trong lập trình hướng đối tượng, các bạn gọi cho từ super này thì nó sẽ lấy của cha nó bỏ vô và từ đó nó kéo các bạn vô luôn, tức là nó trộn cái của cha và cái của mình lại thì thông qua cái từ khóa super. Như vậy là khi mà có cái nền hướng đối tượng thì các bạn sẽ hình dung cái này nó dễ dàng hơn rất là nhiều, cũng như các bạn áp dụng cái này nó rất là các bạn sẽ thấy được cái tính hiệu quả của nó nha. Thì sau này khi mà các bạn làm web ở trên nền tảng nào không biết thì chắc chắn nó cũng sẽ có một giải pháp nào đó tương tự giống như thế này, có thể là với một cái tên gọi khác thôi nha. Thì bây giờ các bạn coi thử, thầy sẽ gắn một cái mẫu template này vô cho các bạn coi. Đây là cái template mà thầy sẽ gắn cho các bạn ha. Thì thầy sẽ gắn, thầy đưa nguyên cái template này gồm rất nhiều cái phần khác nhau để thầy đưa lên trên cái trang web của mình nha. Bây giờ thầy có thể chia cái này ra làm các block như thế này các bạn. Cái block số 1 á, thầy có thể gọi là nguyên cái block này nè. Cái block này là block menu, block này là header, block này là block sản phẩm, block content của thầy. Còn cái này là liên hệ nha. Còn ở dưới là block footer. Thì các bạn hình dung là tới cái giai đoạn này là ví dụ mình có một cái team designer á, nó thiết kế xong trang web rồi, nó giao cho mình cái này.
trách nhiệm của mình gắn nó vô trong hệ thống của mình đó, và bắt đầu mình cắt nó ra nha. Thì bây giờ các bạn coi làm sao thầy quăng cái này vô trong cái dự án của mình nha. Thì các bạn quay trở lại cái đồ sách của mình. Như vậy là trong cái đồ sách của mình nè, hôm bữa thầy đã giải thích với các bạn là mình có một cái thư mục rất quan trọng. Đó là thư mục gì các bạn? Thư mục template là nó chứa tất cả các cái HTML nha. Và trong thư mục template này, bây giờ các bạn tạo cho thầy một cái thư mục là bay. Thư mục này thích đặt tên gì cũng được, nó không có ràng buộc giống như cái nãy trong template nha. Tạo cho thầy một cái thư mục bay. Rồi, thư mục bay. Rồi, trong cái thư mục bay này á, này bỏ tên bỏ chữ S. Rồi các bạn tạo cho thầy một cái file cơ sở. Các file bay.html và cái file bay.html này nó sẽ là cái xương cho tất cả các trang khác nó kế thừa lại nha. Như vậy là mình có một cái trang bay.html. Vô đây ha, HTML nè, bay. Đây, xóa hết tất cả những cái của nó đi. Được chưa? Xóa hết mọi thứ của nó và đưa toàn bộ HTML này vô. Tạm thời thầy chưa cắt gì hết nha các bạn. Thầy sẽ open with Sublime. Đây, Sublime Text. Rồi, thầy copy toàn bộ cái này vô. Copy toàn bộ vào trong cái phần nè. Rồi, ở đây nè ha, cái trang của mình nè, phát vô thôi. Được chưa? Đây là cái trang HTML của mình, chưa có hình ảnh âm thanh, chưa có gì hết nha. Rồi, bây giờ thầy sao lại. Đây là cái trang chủ của thầy. Trang chủ của thầy, bây giờ thầy xóa hết đi. Xóa hết đi nha. Như vậy là tất cả các trang về sau đều phải dựa trên cơ sở của thằng bay mà hiển thị ra. Như vậy là thầy bắt đầu thầy kế thừa lại thằng bay. Như vậy là cái trang index này thầy thực hiện thao tác kế thừa bằng cái ký pháp là extend. Extend. Yeah. Và extend này các bạn kế thừa lại. Như vậy là đây là cái thư mục bay nè các bạn. Thầy sẽ dẫn vô bằng cách là bay. Bay soạn bay.html. Thấy chưa? Rồi. Rồi như vậy là cái thao tác, cái lệnh mà các bạn thấy ở đây là thầy đang thực hiện một cái thao tác, thầy kế thừa lại một cái template nha. Nha. Và bây giờ khi mà thầy chạy lên đó các bạn, ở dưới các bạn thấy cái phông chữ này không? Rồi. Rồi bây giờ cái đó là mình kế thừa lại ha. Thì bây giờ mình chạy lên coi nó ra gì nha. Quay lại cái chỗ mà cái app của mình chút. Các bạn xóa đi mấy cái dữ liệu ra đi ha. Mình chỉ tạm chạy lên thôi. Xóa mấy này đi. Mình render template này thôi. Rồi bây giờ coi nó ra gì nha. Reload lại. Thì bây giờ trên cái trang chủ của các bạn nó sẽ như thế này. Đây, nó chứa tất cả các HTML hoàn toàn, chưa cố gắng CSS, JS gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác, mình gắn các tài nguyên tĩnh vào đây nha. Bây giờ mình gắn tài nguyên tĩnh vô như thế này, bao gồm có cả hình ảnh, cả CSS, cả Bootstrap. Thì ở đây cái trang này nó đang làm là nó sử dụng cái Bootstrap 3 đó các bạn. Bootstrap thì phiên bản hơi cũ, mới nhất bây giờ Bootstrap 4 rồi, nhưng mà nó cũng khá dễ, các bạn có thể tự coi. Bây giờ các bạn coi thì gắn như thế này, đây là cái cấu trúc template này nó cho mình này. Bây giờ đầu tiên các bạn copy cái thư mục image này vô, bởi vì tất cả hình ảnh mình phải dùng mà. Như vậy là cái thư mục hình ảnh này các bạn chuột phải vô ha, mình copy và mình bỏ vô đâu các bạn, bỏ vô đâu của đồ sách? Chắc chắn phải bỏ vô static rồi. Mình vô đây chuột phải lên, phát vô static rồi refactor thì các bạn có được thư mục hình ảnh, được chưa? Tiếp theo là các bạn bỏ vô cái thư mục CSS. Cái này là bữa mình làm á các bạn, tạm thời thì xóa đi nha. Bữa thầy demo cho các bạn thôi, tạm thời thì xóa đi. Rồi bây giờ các bạn mới coi nè, cái thư mục CSS của người ta cho mình nó chỉ có một cái tập tên style CSS thôi, được chưa? Mình copy cái style CSS này vào luôn cái của mình, copy vào rồi bỏ vào trong cái thư mục CSS của Rochat, bắt vô đây refactor luôn. Rồi như vậy là mình có được hình ảnh và CSS. Cái tiếp theo là CS, JavaScript.
Như vậy là cái JavaScript đó các bạn, thì các bạn nhìn thấy một điều như thế này nè. Ở trong cái trang CSS của nó chỉ sử dụng jQuery thôi, và nó sử dụng Bootstrap 3.3.7, đúng không? Thì bây giờ những cái này á, như thầy nói với các bạn trước học web á, khi mà dùng cái này người ta thích sử dụng các cái CDN hơn. Do đó là ở đây thầy sẽ không copy cái này vô, mà thầy thay thế bằng các link CDN thì bỏ vô. Lý do tại sao người ta thích dùng CDN hơn thì hồi xưa thầy có giới thiệu rồi, lý do rồi, chắc các bạn cũng ai cũng nhớ rồi nha, chắc không ai quên nha. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái CDN vào. Đầu tiên là thầy gắn cái CDN của jQuery. Thì bây giờ các bạn sẽ lên đây, các bạn search cho thầy cái CDN của jQuery. Thì các bạn chỉ gõ cái CDN jQuery. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ mình lấy cái phiên bản CDN mới nhất. Các bạn chọn cho thầy cái minify, cái mà nó đã tối ưu rồi. Copy nguyên cái đường dẫn này vô các bạn. Rồi, các bạn mới quay lại cái code của mình. Quay lại cái file HTML nãy á, cái chỗ mà thầy chưa cắt á, cái file bay nè. Các bạn coi nó import jQuery ở đâu. À ở đây nè, jQuery nè các bạn. Thay thế cái dòng này bằng cái mình mới copy. Được chưa? Paste vô một cái. Đây là cái jQuery ha. Rồi, tiếp theo là Bootstrap. Còn cái này là của mình, lát thầy nói sao. Tiếp theo là Bootstrap, nó sử dụng Bootstrap 3.3.7 thì thầy cũng lấy CDN. Và ở đây nó sử dụng hai thứ. Cái thứ nhất là Bootstrap CSS và cái thứ hai là Bootstrap CSS. Thấy chưa? Do đó là thầy cần phải lấy hai cái CDN của CSS và CSS này và nhớ chọn đúng phiên bản 3.3.7. Như vậy là ở đây mình lên search ở đây là CDN Bootstrap 3.3.7 nha, enter. Thì nó dẫn mình vô đúng cái trang Bootstrap luôn các bạn. Trong trang Bootstrap nó đã có sẵn cái CDN rồi. Thì các bạn kéo xuống như này, các bạn copy cái link. Đây là CDN Bootstrap 3.3.7 CSS nè. Copy cái này. Rồi các bạn paste vô, đè lên cái Bootstrap CSS mà thầy import, cái template import local á. Mình sẽ bỏ vô đây, đè lên này luôn. Rồi, tiếp theo là mình làm gì các bạn? Mình thay cái JS của nó luôn. Cái JS này các bạn chú ý là nó phải đặt dưới jQuery nha. Bởi vì cái Bootstrap JS nó sử dụng cái cú pháp jQuery. Do đó là các bạn phải lấy JS dưới jQuery. Như vậy là ở đây, các bạn, đây là cái link Bootstrap JS này các bạn. Rồi sau đó các bạn bỏ vào, đè lên cái chỗ Bootstrap CSS ở đây. Rồi đây là của người ta nha. Mình đã import xong cái của người ta rồi. Bây giờ tới cái của mình. Như vậy là cái của mình là cái size CSS ở đây. Thì như thầy nói với các bạn á, khi mà mình làm một cái ứng dụng web có server mảng hồ như thế này thì không đơn giản chỉ định cái đường dẫn giống như cái cục bộ, mà các bạn phải có từ cái host domain nó đi vô. Thì lúc đó các bạn sẽ làm như sao? Như vậy là đây là cái đường dẫn CSS, style CSS này nó nằm trong thư mục static là đúng đường dẫn như vậy chưa các bạn? Đúng rồi nha, trong static là nó như vậy. Như vậy là để chỉ định khi mà nó build cái trang này lên á, nó có gắn cái logo host vô hoặc là cái domain của mình vô, thì các bạn sẽ sử dụng cái phương thức URL for, một trong các phương thức toàn cục mà nãy thầy nói. Đây các bạn có cái cú pháp của URL for như thế này. URL for. Rồi, cái tham số đầu tiên là cái thư mục tỉnh mà mình đã chỉ định nha. Và ở đây mình đang lấy mặc định là thư mục static, do đó là chỗ này thư mục của mình là static. Thư mục tỉnh là static. Rồi, tham số thứ hai là cái tên file. Thì cái tên file này nó sẽ được tìm bên trong của thư mục static, nó sẽ tự động nó tìm. Như vậy là các bạn có cái file name bỏ vô, bỏ cái đường dẫn vô đây ha. Cái này một nháy thôi nha các bạn, bởi vì ở ngoài nó hai nháy nó bọc rồi, mình dùng một nháy trong đây thôi. Rồi như vậy là đây là cách thức để mình gắn cái của mình vô đây. Đấy chưa, gắn bằng phương thức URL for, chỉ định cái thư mục static là thư mục chứa các tập tính tỉnh, rồi cái file name là cái đường dẫn tới tài nguyên.
Rồi sau đó các bạn thử render lại cái trang web của mình. Render lại như thế này. Mình quay lại cái trang mình đây ha. Rồi. Nó không biết phương thức URL for. Rồi bây giờ vô coi lại sai gì. Cái này các bạn dùng dấu này nha các bạn. Cái này là nó tính là biểu thức chứ không phải là một cái một cái kết quả đưa dấu này vô nha, không phải là cái dấu sao. Đó, dấu này lại. Rồi reload lại. Rồi bây giờ nó đã gắn được mọi thứ lên rồi, nó chỉ còn thiếu gì thôi, thiếu hình ảnh thôi nha. Tức là nó gắn cái CSS lên ra cái của mình rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu gắn cái hình ảnh vô trong template. Hiện tại là thầy chưa có cắt gì hết nha các bạn, nó đang nằm trong một trang á. Bây giờ các bạn mới đi xuống đây, mình gắn một số cái hình ảnh nè. Đầu tiên là các cái hình ảnh của cái phần carousel, tức là cái phần slider á. Các bạn kéo xuống đây, mình có một cái vùng hình ảnh của nó. Đây là menu. Ở dưới này là hình ảnh. Đây, các hình ảnh của cái bar này. Thì tương tự như vậy, hồi nãy là mình đã tạo một cái thư mục image ở bên trong cái static rồi, đúng không? Thì lúc này mình cũng dùng URL for luôn các bạn. Copy cái đường này ra. Copy đường này ra ha. Cách đi. Mở cái này ra. Dùng phương thức URL for. Rồi các bạn tương tự mình để đây là static. Rồi tham số thứ hai của URL for là file name, viết liền luôn nha các bạn. Rồi chỉ định cái đường dẫn của ảnh lúc nãy là pass vô như thế này. Được chưa? Rồi sau đó các bạn copy cái này ra, mình đè cho mấy cái phần ở dưới. Cái này là số 2 nhé. Rồi còn cái này là số 3. Rồi cái này là số 4. Rồi tương tự như vậy, thầy xuống thầy thế ảnh của các cái điện thoại luôn. Đây là các cái ảnh điện thoại của sản phẩm nè. Cũng tương tự luôn. Rồi các bạn bắt cái điện thoại vô ha, rồi copy cái này cho các cái điện thoại còn lại. Đây là 2. Ba. Rồi đây là cái số 4. Rồi, như vậy là phải sửa cái đường dẫn mặc định của template theo cái của mình ha. End form, rồi cái nào mình chưa có đóng lại đây. Ở đây chỗ này mình chưa có đóng cái này lại, các bạn copy cái này ha. Mình chưa có đóng cái dấu nháy lại các bạn. Chỗ BR2 là chưa có đóng cái phần của URL form. Rồi mình vô mình đóng lại. Đây này chưa đóng nè, chưa đóng hai dấu nháy á. Rồi mình reload lại. Rồi thì cơ bản mình có còn cái logo nữa ha, logo để vô luôn. Cái logo nó nằm trên logo. Sau này là các bạn nhận được cái này là các bạn phải làm như vậy mới gắn vô được project của mình, chứ không phải là copy là nó vô. URL for static